Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con tròn các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình sẽ tô màu sản phẩm lợn nhựa nha các bạn ơi. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm cái tất này. Như vậy là sản phẩm cái tất của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Và đây là sản phẩm con tròn của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây là sản phẩm lợn nhựa các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm khỉ cute các bạn ơi.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình sẽ tô màu sản phẩm bọ cạp nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm càng tè này. Như vậy là sản phẩm găng tay của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm khỉ cute của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm bọ cạp các bạn ơi. Mình cũng đã tô màu xong. Mình xin chào.